BBN Bonsai xin kính chào quý vị và các bạn. Em lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn về một cuốn video tại triển lãm Long Biên năm 2024. Thì tại đây đang diễn ra trưng bày những tác phẩm bonsai quý đẹp từ các nhà vườn mang đến sân chơi lần này tại công viên Long Biên, cũng như là do tập đoàn Triệu Điền và các nghệ nhân bonsai Long Biên đứng ra tổ chức để kỷ niệm ngày 75 chiến thắng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954 và mùng 10 tháng 10 năm 2024. Thì ở đây có rất nhiều những tác phẩm đẹp quý vị, tác phẩm quý, và giờ em sẽ đi quay chi tiết để gửi tới quý vị các bạn yêu cây trên toàn cả nước không đến tham dự cũng như là đến tham quan triển lãm Long Biên lần này. Thì cũng xin cảm ơn ban tổ chức rất nhiều đã tạo ra một sân chơi để cho mọi người có thể thưởng lãm những tác phẩm của thiên nhiên do bàn tay con người tạo tác, do nghệ nhân tạo tác và uốn nắn để trở thành một siêu phẩm bonsai cho mọi người có thể trưng bày trong nhà, tạo một không gian xanh yêu quý thiên nhiên hơn. Tác phẩm xanh năm thân, tác phẩm ghi mỗi thân 600 triệu là 600 gì đây. Tác phẩm xanh chủ nhân báo luôn, ngọc thoan năm thân, mỗi thân 600 triệu, 6212 6636 đúng không, việc 6636 6530 thì là cũng hơi ác đấy, 3 tỷ, 6530 3 tỷ cho tác phẩm xanh này. Không biết là cái giá đây, em đang phán đoán như vậy quý vị nhá. Các bác nào biết có thể bình phẩm, bình luận ở phía dưới xem nó phải là giá tiền không. 5 thân, mỗi thân 600. Không biết là 600 gì. Không ghi tiền mà chỉ ghi 600. 6530 là 3 tỷ tác phẩm này. Đó. Đây là theo em đoán như vậy. Rất đẹp quý vị, 5 thân các mặt quý vị nhá, ôm đá, kỳ đá, hai mặt quý vị nhá, em quay hai mặt, quá đẹp, tác phẩm xanh khác, quá đẹp, ý xanh như này thì phải nhìn ở trong thì mới thấy chiều sâu và cũng như là cái đẹp của cây được. Tại vì nhìn tổng thể bên ngoài thì những cái lá nó sẽ che hết rồi, không nhìn thấy cái đẹp ở bên trong được. Đấy, em quay phía bên trong thì bị nhá. Quá đẹp kìa. Một cây đa. Cây này cũng đã xuất hiện tại làng Lệ Bật và cũng như là festival thủ đô lần 1. Em cũng đã quay tác phẩm này rất nhiều lần rồi. Để có những tác phẩm đa thì cũng rất hiếm quý vị nhé. Không phải dễ tìm đâu. Ngoài xanh chi thì quá nhiều rồi nhưng mà đa thì rất ít. Nhiều mấy ông hay bình luận đây gọi là dọ lợn. Trông như một chiếc giỏ đấy, quấn quanh đá rất đẹp quý vị, đặc biệt là bộ rễ nhá, trườn bò phía dưới này, kết như một bộ tóc rất đẹp, ôm những hòn đá, siêu phẩm đa. Khi mang đi chơi, chủ nhân đã cắt bỏ hết lá lên, nhiều người sẽ không biết đây là một cây đa, để lại những tay cành chi dăm. Đây, tổng thể của cây đây quý vị nhé, quá tuyệt vời, đa tài đa lộc đa phú quý chứ không phải là đa có ma. Quá tuyệt vời tác phẩm đa, siêu phẩm đa này thì
sau tác phẩm Đa của Bác Minh Châu. Thì đây là tác phẩm thứ hai về Đa thì quá tuyệt vời quý vị. Một tác phẩm me mà em cũng đã quay ở những video đầu tiên rồi, gửi tới quý vị các bạn xem rồi. Sơ qua thì đây là một tác phẩm me được đánh giá rất cao, quá nghệ thuật, và cũng như là trong một tác phẩm me quá đẹp quý vị ạ. Cây me Việt. Ở đây chủ nhân cũng đã đặt những cái tấm biển gọi là bằng khen đó về cái cây me này. Qua những lần tham dự triển lãm, cây me có thể treo được quý vị nhé. Chủ nhân đã treo lên cây me toàn dải vàng quý vị. Cây me quá đẹp luôn. Cây me này mà có quả thì còn trên còn tuyệt vời nữa. Một cái cây me có dáng thiên nhiên, đúng chất của một cây cổ thụ, me cổ thụ đã được thu nhỏ và mang trồng vào trong chậu để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng khi mang đi các buổi triển lãm cũng như là trong nhà vườn. Chủ nhân đã đặt những cái quyển sách cũng như là những cái tấm bằng về cái tác phẩm me này, quá đẹp quý vị. Đặt giải vàng cũng tuyệt vời. Tác phẩm me siêu phẩm này, phải nói là những siêu phẩm nó khác dòng một tí. Em đứng xa quay hai mặt quá đẹp quý vị. Và giờ em sẽ đi quay những tác phẩm còn lại để không bỏ sót một tác phẩm nào. Siêu phẩm khác, siêu phẩm xanh thì ở đây em cũng phải nói là em không muốn hỏi ai hay bất kỳ một chủ nhân hay nghệ nhân nào về những tác phẩm tại đây, để tránh trường hợp ngoài ý muốn mà cũng như là bình phẩm là không hay về tác phẩm. Đấy, mọi người có thể đánh giá thì có thể comment ở phía dưới, bình luận phía dưới, mình thoải mái trên mạng xã hội thì được, không lên nói trực tiếp, kể cả xấu đẹp thì mình cũng không lên nói quá. Đây là một nghệ thuật quý vị ạ. Đây là một nghệ thuật sống, một cây nghệ thuật sống. Dù nó có xấu thì nó vẫn mang một cái thiên nhiên vào cái ngôi nhà của mình và cho mình ngắm, cho bóng mát cho mình. Dù nó có xấu đến đâu thì được, đó cũng là một cái cây bonsai được nghệ nhân tạo tác cũng như là uốn nắn. Nó có khả năng từ nhỏ đến lớn, hoặc có khả năng từ lúc còn phôi mới cắt về để trở thành một cây bonsai cho mọi người có thể ngắm và chiêm ngưỡng, cảm thấy xanh mắt và mát mẻ khi mình ngắm những tác phẩm này là được rồi, không nên chê. Nhà mình chắc gì đã có những tác phẩm như này mà chê người khác, em phải nói thật như vậy. Đến nhà em còn chưa có nhiều tác phẩm như thế này, tác phẩm nào đẹp đặc sắc để mang đi thi như thế này, mà đôi khi mình có mình còn chẳng dám mang đi, chứ không phải là mình so làm sao được với những tác phẩm ở đây được. Đấy, theo đánh giá của em quý vị nhá, bác nào đánh giá cao hơn thì hãy bình luận ở phía dưới. Một tác phẩm xanh, một không gian xanh là được rồi. Yêu quý thiên nhiên, đối với BBN đó là yêu quý thiên nhiên, giữ gìn màu xanh và giữ gìn cây xanh để không bị chặt bỏ mà cũng như bị phá bỏ, mình có cái cây để chơi là được rồi. Yêu quý thiên nhiên đó là thông điệp của BBN, giống như là cơn bão số 3 vừa rồi đã xảy ra thì các bác mới biết là yêu quý thiên nhiên như thế nào, để dẫn đến chết người quý vị nhé. Khi mà mình phá rừng, nó tàn phá thiên nhiên quá thì thiên nhiên nó cũng sẽ đối đáp lại bằng cách cũng tiêu diệt con người bằng những trận bão hay là
những cái gì đó của thiên nhiên nó xảy ra thì nó khủng khiếp lắm. Nên mình phải bảo vệ và yêu quý thiên nhiên hơn. Như những cái cây xanh mà bị đổ thì mình cũng nên dựng lại và trồng lại để cho nó tỏa bóng mát sau này, không nên chặt phá. Siêu phẩm xanh quá đẹp. Si và ruối, cây đối với em thì em cũng nhận định thì cũng có những cây bình thường thôi, nhưng mà nó vẫn mang tính nghệ thuật cao. Như tác phẩm này, tác phẩm Si được kỳ đá ký vào cái tường gạch của nhá, không phải kỳ đá, tường gạch, rất nghệ thuật. Tác phẩm xanh ôm đá quá đẹp. Tác phẩm khác có cả thầy Thích Minh Tuệ, chủ nhân đã tạo một bức tượng Thích Minh Tuệ, một thời gian đã làm nổi dậy sóng ở trên mạng xã hội. Một siêu phẩm xanh quá đẹp, rất già quý ạ, siêu khủng. Quá đẹp tác phẩm này. Đây, khuôn viên mà những tác phẩm bonsai mini mà em cũng đã quay cho mọi người rồi, cho các bác chiêm ngưỡng những tác phẩm này tại những cuộc video của BBN mà diễn ra ngày khai mạc. Thì em đã đi quay và không bỏ lỡ những tác phẩm nào ở đây để gửi tới tất cả anh em yêu cây, các bác yêu cây trên toàn cả nước. Các bác theo dõi và cũng như là đăng ký kênh BBN có thể cảm nhận được không khí và cũng như là những cái đẹp của những tác phẩm bonsai tại triển lãm Long Biên lần này năm 2024. Thì cũng rất nhiều những tác phẩm em đã quay tại chùa Tiêu Dao rồi, cũng như là làng Lệ Mật. Những tác phẩm này cũng quá quen thuộc với mọi người rồi, em đã đi quay rất nhiều những tác phẩm này rồi, thì mọi người nhìn phát là cũng đoán được của ai và xuất phát từ đâu. Thì lần này cũng đã xuất hiện tại triển lãm Long Biên. Và như vậy là em đã quay tổng thể chi tiết những tác phẩm bonsai, toàn bộ tác phẩm bonsai tại triển lãm Long Biên lần này để gửi tới quý vị và các bạn yêu cây trên toàn cả nước không bỏ lỡ cái buổi mà các nghệ nhân đã tổ chức ra cái sân chơi như này, để mọi người yêu cây hơn và làm cây đẹp hơn. BBN xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và em xin kết thúc video này tại đây quý vị nhé, để chuyển qua một cuốn video tiếp theo. Các bác hãy chú ý theo dõi, có gì hãy bấm chuông, bấm like để ủng hộ em, cũng như đăng ký kênh và nhận những video mới nhất về buổi triển lãm tại Long Biên, công viên Long Biên năm 2024. Và rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé.